Chào các bạn, hiện tại tôi đang đứng tại công viên Can Lộc mới mở nhé các bạn. Chỗ này thì nó nằm trước cái nhà hàng tiệc cưới Hoàng Long 2. Hồi xưa thì chỗ này nó là một cái bãi đất trống nhé các bạn. Đấy, cho các bạn xem toàn cảnh cái công viên mới này. Đó, những bạn nào ở tại Tuy Phước hoặc ở nơi khác thì xem cho biết nhé. Chỗ này nó có một cái bán ở huyện Tuy Phước à. Còn phía chỗ này là cái quốc lộ 1A, còn gọi là cái ngã ba cầu Ông Đô. Các bạn cũng có thể thấy là quốc lộ 1A cho nên là xe tải cũng khá là nhiều. Chạy vào đấy là đi vào Hà Nội, còn chạy ngược lại là đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Chạy ngược lại đây là vào thành phố Hồ Chí Minh nè. Nói chung mà chỗ công viên này hiện tại thì cũng làm gần xong rồi nhé các bạn. Nó chỉ làm một cái đường đổ vào nó thôi. Công viên rất là rộng. Hồi trước thì chỗ này chỉ là một bãi đất trống để xe cho cái nhà hàng tiệc cưới ở kia thôi các bạn. Nhưng mà bây giờ nó mở rộng ra. Cái chỗ này nó có một tấm bia khắc cái tên công viên, với lại bên phía bên kia nó cũng có một tấm bia đó khắc cái tên công viên với các bạn. Chạy vào trong này là vào thị trấn Tuy Phước, đi vào Phước Thuận, Phước Hiệp, đi Cát Tiến, đi chùa Ông Núi, đi biển Trung Lương, đi nói chung mà đi sâu vào bên trong các khu du lịch như là Kỳ Co, Eo Gió gì, đi đường đấy cũng được nhé các bạn. Nói chung mà cuối năm 2020, chuẩn bị bước sang năm 2021 thì sau một khoảng thời gian người ta cải tạo lại thì thấy huyện Tuy Phước rất là phát triển luôn. Công viên Can Lộc. Đây các bạn, hiện tại thì tôi đang đứng chỗ cái công viên mới xây luôn tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, còn gọi là ngã ba cầu Ông Đô đấy các bạn. Trước mặt tôi là cái quốc lộ 1A. Chỗ này là công viên có cái nhà hàng Hoàng Long hồi xưa đó các bạn, nhưng mà nó mới làm cái công viên tắc thì nè. Các bạn quan sát cái công viên mới xây luôn, nhìn khá là đẹp. Còn ở đoạn đường này thì chúng ta chạy vào thị trấn Tuy Phước. Tí nữa tôi cũng sẽ chạy vào thị trấn Tuy Phước cho các bạn xem. Hiện tại thì ngày nay thị trấn Tuy Phước làm khá là xịn sò luôn, đổi mới một cách chóng mặt. Chỗ này nó cũng mới mở một cái quán cà phê, có các cái xích đu đó buổi sáng hoặc buổi chiều tối người dân tập thể dục khá là, nói chung là đổi mới hoàn toàn. Ở chỗ này là hồi trước là một bãi đất trống đỡ xe nha các bạn, đỡ xe tại nhà hàng Hoàng Long đây. Trước mặt tôi là cái quốc lộ 1A đó các bạn. Còn cái cầu Ông Đô nằm ngay chỗ kia, hồi nãy tôi cũng có đi ngang qua cho các bạn xem. Chạy vào hướng đó thì đi ra ngoài Bắc, còn chạy ngược lại thì đi vào Sài Gòn nhé các bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ đi vào hướng thị trấn Tuy Phước cho các bạn xem cái sự thay đổi của nó nhé.